Sau 3 ngày làm việc, hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Australia đã kết thúc với việc thông qua hai văn kiện, đó là Tuyên bố tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN Australia đối tác vì hòa bình và thịnh vượng và Tuyên bố Melbourne, đối tác của chúng ta vì tương lai. Phóng viên Minh Hoa, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tường thuật từ hội nghị. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác có chủ đề Đối tác vì tương lai. Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo đã nhìn lại thành quả hợp tác trong 50 năm qua và đưa ra định hướng để mối quan hệ giữa hai bên phát triển sâu sắc hơn trong năm thập kỷ tới. Phát biểu tại hội nghị hẹp cũng như phiên họp toàn thể của lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Australia trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị. Thủ tướng Austria Antony Amanizis khẳng định niềm tin về vai trò trung tâm của ASEAN đối với sự thịnh vượng và an ninh của khu vực, cũng như để thể hiện rõ tầm nhìn chung của cả hai bên trong 50 năm hợp tác tiếp theo trong thời điểm của những lo lắng và bất ổn sự cởi mở hợp tác và đối thoại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và asean đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì cuộc đối thoại đó cả trong khu vực chung của chúng ta cũng như trên toàn cầu Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị, Thủ tướng Lào Sòn Say Sỉ Phan Đòn cho biết tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia đã thông qua hai văn kiện quan trọng đưa ra định hướng cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia trong 50 năm tới. Thủ tướng Lào khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2024, Lào sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, tăng cường khả năng phục hồi để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia phát triển hiệu quả hơn trong thời Gian tới. Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese một lần nữa đã nhắc lại những cam kết mà Australia đã đưa ra trong ba ngày họp vừa qua. Trong đó đáng chú ý là cam kết chi 2 tỷ đô la Australia để thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư với khu vực ASEAN, tài trợ hơn 222 triệu đô la Australia, hỗ trợ phát triển tiểu vùng Mekong, các khoản tài trợ khác nhằm thúc đẩy hợp tác hàng hải, biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang năng lượng sạch và giáo dục. Thủ tướng Austria Anthony Albanese cũng cam kết tạo điều kiện cấp thị thực cho công dân các quốc gia ASEAN tới Austria kinh doanh và du lịch. Chính phủ của chúng tôi đảm bảo rằng mối quan hệ đối tác giữa Australia và ASEAN sẽ định hình tương lai của khu vực chúng ta. Chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là việc sự tăng cường hợp tác giữa các chính phủ mà đó là sự tăng cường và đa dạng hóa các kết nối kinh doanh thương mại và giáo dục vốn đang đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi kinh tế của chúng ta australia là đối tác đối thoại đầu tiên của asean và những cam kết mà hai bên đưa ra tại hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia lần này cho thấy cả hai bên đều đang quyết tâm cao để không chỉ khai thác hiệu quả hơn mối quan hệ này mà còn cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực có nền kinh tế thịnh vượng tương lai thành công của người dân và khu vực hòa bình ổn định Australia khẳng định quốc gia châu đại dương này và các nước Đông Nam Á chung một khu vực và tương lai. Với hai tuyên bố được thông qua ngày hôm nay, hai bên đang đặt nền móng để phát triển mối quan hệ đối tác cho tương lai giữa các chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng với trọng tâm là kế hoạch đầu tư chiến lược kinh tế ASEAN của Australia đến năm 2040. Minh Hoa từng thuật từ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Thưa quý vị, sáng nay tại Melbourne, Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Thủ tướng đề xuất 3 đột phá và 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN-Australia thời gian tới. Theo đó, hai bên cần đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phân đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới. Đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động, đề nghị asean và australia sớm lập cơ chế tham khảo để trao đổi các biện pháp cụ thể đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong đó tập trung phát triển kinh tế số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn và những ngành lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo đề xuất nghiên cứu khả năng đàm phán hiệp định kinh tế số asean australia Hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển vì phát triển bao trùm, bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy thế mạnh của hơn 1 triệu người gốc ASEAN, trong đó có hơn 350.000 người gốc Việt tại Australia. Ngày hôm nay, 5 tháng 3 là ngày làm việc chính của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Australia. Một loạt các hoạt động ngoại giao quan trọng đã được diễn ra, bao gồm lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo ASEAN do Thủ tướng Australia Anthony Albanese chủ trì. Diễn đàn Kinh doanh ASEAN Australia và một loạt các hội thảo quan trọng khác xoay quanh 4 chủ đề chính của hội nghị. Phóng viên Minh Hoa, kênh VTC1, tường thuật từ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Australia. Thưa quý vị và các bạn, quan hệ đối tác được vun đắp suốt 50 năm qua giữa ASEAN và Australia sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn sau khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay đã công bố khoản đầu tư trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ hướng tới mục tiêu thúc đẩy thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực. Sự kiện nổi bật nhất trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia là lễ đón chính thức các trưởng đoàn tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Australia do Thủ tướng Australia Anthony Albanese chủ trì. Trước đó, tại diễn đàn kinh doanh được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt, Thủ tướng Australia đã công bố các kế hoạch thúc đẩy đầu tư vào khu vực Đông Nam Á. Theo đó, dành 1,3 tỷ đô la Mỹ để tăng cường thương mại tại khu vực có triển vọng kinh tế ngày càng khả quan này. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nêu rõ chính phủ nước này luôn xác định Đông Nam Á là khu vực quan trọng đối với tương lai của Australia. Với khoản đầu tư mới kể trên, Australia dự định sẽ phân bổ cho các kế hoạch tài chính phục vụ xuất khẩu, các khoản cho vay tập trung vào những dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh ASEAN ngày càng được ghi nhận là khu vực kinh tế mới nổi trên thế giới với tốc độ phát triển dân số nhanh chóng và bền vững. ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2040 và Australia muốn trở thành một đối tác trong sự phát triển và thịnh vượng này, không chỉ dừng lại ở việc quan sát, không phải đứng từ ngoài nhìn vào mà là một phần gắn kết và đầu tư. Vấn đề biến đổi khí hậu chiếm một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia năm nay. Khu vực Đông Nam Á có nhu cầu năng lượng cao nhưng hiện đang phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, trong khi Australia hiện vẫn là một trong những nhà xuất khẩu khí đốt và than đá lớn trên thế giới. Tất cả chúng ta ở đây để chia sẻ ý tưởng về việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và đáp ứng thách thức môi trường của biến đổi khí hậu mở rộng hợp tác hàng hải vì an ninh chung và sự thịnh vượng chung của chúng ta, đồng thời đảm bảo rằng những thay đổi lớn đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu và khu vực được khai thác vì lợi ích của người dân của chúng ta. Hơn 1,1 triệu người Australia có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Hơn 800.000 người Australia nói tiếng các nước ASEAN. Hơn 125.000 học sinh, sinh viên từ các nước ASEAN đang theo học ở Australia. Thương mại hai chiều đạt 178 tỷ đô la Australia, tương đương gần 116 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Đó là những con số biết nói về mối quan hệ sống động và đầy tiềm năng giữa Australia và các nước ASEAN. Việt Nam và Australia hiện nằm trong nhóm 10 nước đối tác thương mại hàng đầu của nhau và việc australia tăng cường hợp tác với asean sẽ là cơ sở quan trọng để quan hệ song phương việt nam australia phát triển mạnh mẽ đóng góp thiết thực vào hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực